chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Vâng, thưa quý vị, trở lại với phần tin tức của Việt Face Today trong ngày hôm nay cũng liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Và qua những cái đoạn video clip mà chúng ta đã được xem lần đầu tiên được trình chiếu bởi Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng ngày hôm qua. Cái đoạn video clip sau đây là một cái đoạn video clip đã được quay lại, và như cái đoạn đầu chúng tôi đã trình chiếu cùng quý vị đó, thì hồi nãy Thay Lê Diệp có hỏi là ai là người đã quay những cái đoạn video clip này, và cái thời điểm ở phía trên thì bạo loạn, các nhà lập pháp ở phía dưới thì gọi điện thoại cho hết lực lượng an ninh này đến lực lượng an ninh khác. Tất cả những cái đoạn clip này được quay bởi người con gái của bà Nancy Pelosi, bà Alessandra Pelosi. Vào ngày hôm đó thì chủ yếu là cô này đến để quay những cái thước phim khi mà quốc hội làm việc, để sau đó để thông báo là sẽ chấp thuận cái sự thắng cử của Tổng thống Joe Biden nếu sự việc diễn ra một cách bình thường. Thì trong lúc đang quay ở phía trên thì nó xảy ra cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng. Do đó khi mà đi xuống hầm thì cô này cũng đi theo và tiếp tục quay những cái đoạn phim này. Trong cái đoạn clip quý vị đang thấy, bà Nancy Pelosi bà nói sau khi bà được cái sự tường trình của Terry McAuliffe là chánh văn phòng của Chủ tịch Hạ viện, đã nói tất cả mọi người cho biết là họ đã khuyên can cái việc mà Tổng thống đến điện Capitol, và mọi người đã nói với Tổng thống rằng họ không có đủ nguồn lực để bảo vệ cho Tổng thống ở đây, do đó vào lúc này ông ta sẽ không đến, nhưng nó còn có thể thay đổi vào phút chót. Thì bà Pelosi bà nói tôi hy vọng là ông ta sẽ đến đây, nếu như ông ta đến tôi sẽ đấm vào ông ta, tôi biết là tôi sẽ làm cái điều này nếu tôi thấy mặt ông ta, và tôi sẵn lòng để đi vào tù, nhưng tôi sẽ cảm thấy rất là sung sướng để được đấm vào ông ta. Đó là cái lời nguyên văn của bà Nancy Pelosi. Chắc là xin phòng máy cho nghe cái đồ nguyên cái đoạn nguyên văn này với âm thanh để mọi người có thể chứng nghiệm. Vâng, thưa quý vị, là đó là cái bản tin mà ngày hôm qua chúng ta lần đầu tiên đã được theo dõi bởi người con gái của bà Nancy Pelosi, đã thâu được những cái phim này, và chắc chắn là trong những ngày sắp tới thì nó sẽ đưa ra là những cái bằng chứng để ủy ban này có thể đưa đến cái kết luận của họ. Và thưa quý vị, sang qua đến tin liên quan đến cái vụ kiện dân sự tại tiểu bang New York do Bộ Tư pháp của tiểu bang này nhắm vào tập đoàn Trump Organization. Quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Letitia James ở tại New York đã cho chúng ta thấy được rằng là việc ông Trump và con trai của ông Don Jr. đã làm gì khi mà họ đang chống cự với vụ kiện dân sự từ tiểu bang New York, đòi rằng tập đoàn Trump Organization phải bồi thường 250 triệu Mỹ Kim cho chính phủ của tiểu bang New York trong một cái lời khai đưa ra vào tháng 7 của năm nay. Thì ông Don Jr. Đã nói chuyện nhiều hơn thân phụ của ông, người mà đã kích hoạt tu chính án thứ 5, để mà không cần trả lời những câu hỏi gì cả. Thưa quý vị, có nghĩa là con trai của ông Trump đó thì còn mở miệng để mà trả lời, còn ông Trump thì trong cái vụ kiện dân sự này là hầu hết dùng cái gọi là cái Fifth Amendment để mà không cần trả lời những câu hỏi gì mà có thể khiến cho ông bị họa lây. Trong cái lời khai này đối với lại Bộ Tư pháp của tiểu bang New York, thì ông Don Jr. cho biết rằng là ông không có phải là cái người có đầy đủ kiến thức về vấn đề kế toán, và cũng rất là hạn hẹp về những cái gọi là những cái lớp kế toán mà ông đã học được trong cái trường đại học Wharton, khi mà ông đi học cái bằng cử nhân về vấn đề doanh nghiệp ở tại trường đại học này. Nói tóm lại, để mà nói một cách dễ hiểu đó, là ông Don Jr. ông nói với lại các nhà điều tra viên tại tiểu bang này là cái chuyện mà gọi là giấy tờ mập mờ đó ông không có chịu trách nhiệm, tại vì ông không phải là một chuyên gia về vấn đề kế toán. Phải chia sẻ trên nó nói như vậy cho tôi lặp lại như vậy thì nó dễ hiểu hơn. Nó đi vòng rồi mới biết ra là kết luận vấn đề. Kết luận là ông này nói là tôi không có biết gì về kế toán nha, cho nên là mấy quý vị điều tra sổ sách đó thì đi buộc tội đứa khác. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến cái vấn đề trong những ngày vừa qua, một số các nghị viên trong hội đồng thành phố Los Angeles đã có những cái lời lẽ kỳ thị mà họ đã được gánh báo chí người ta bắt gặp.
thì trong những ngày vừa qua một làn sóng phản đối đã vang lên một cách rõ rệt. Trong cái chuyến viếng thăm về Los Angeles của Tổng thống Joe Biden vào chiều ngày thứ Tư kéo dài cho đến ngày hôm nay đó, thì qua đó cái làn sóng này lại trở lên một cách mạnh mẽ. Thị trưởng của thành phố Los Angeles là ông Eric Garcetti đã có một cái cuộc trả lời, một cái câu chuyện đã rò rỉ ra từ một số thành viên trong hội đồng thành phố Los Angeles, cho thấy là một loạt các cái tình cảm rất thiếu nhạy cảm về vấn đề chủng tộc trong một cuộc gọi điện thoại được ghi âm vào hồi tháng 10 năm 2021, tức là diễn ra cách đây một năm rồi bây giờ nó mới được bị khui ra. Trong đó thì chủ tịch của hội đồng thành phố là bà Nuri Martinez và các thành viên hội đồng gồm có Gil Cedillo và Kevin DeLeon đều được lắng nghe trong cuộc trò chuyện của họ, cũng như là chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Los Angeles Ron Herrera. Trong đó thì họ đã đưa ra một số các cái ý kiến và những cái lời nói mà mang tính kỳ thị. Trong bản tin này thì họ không lặp lại điều đó, nhưng họ nói là thị trưởng của thành phố Garcetti cũng đã lên tiếng để kêu gọi tất cả những thành viên này cần phải từ chức ngay lập tức, và kể cả những người có liên quan trong cái vấn đề. Los Angeles cần phải chuyển sang một cái hướng mới và điều này không thể tiếp tục thực hiện trừ khi bốn cá nhân bị bắt quả tang trong cái cuốn băng đó cần phải từ chức ngay lập tức. Đã, ông Garcetti đã nói, để tiến đến với tư cách là một thành phố phát triển hiện nay thì chúng ta cần phải vượt qua tất cả những cái sự chính trị đối với các chia rẽ trong các thành viên hội đồng thành phố Los Angeles hiện nay. Thành phố này không có chỗ cho sự chia rẽ và thù hận. Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong thành phố làm ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, và chúng ta cần phải đoàn kết chung quanh các giá trị chung để nếu chúng ta vượt qua chúng để có thể đạt được những ước mơ chung mà tất cả chúng ta dành cho gia đình và bạn bè người thân của mình, để chúng ta có một cuộc sống ổn định ở tại Los Angeles. Đó là lời phát biểu của ông Garcetti, cũng lên tiếng để kêu gọi các thành viên trong hội đồng thành phố Los Angeles cần phải từ chức. Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk bị điều tra về việc vi phạm thỏa thuận với tập đoàn Twitter. Tỷ phú người Mỹ ông Elon Musk bị nhà chức trách liên bang điều tra liên quan đến việc mà thương vụ tiếp quản tập đoàn Twitter trị giá khoảng 44 tỷ Mỹ Kim. Vào ngày 13 tháng này, thì công ty Twitter đã gửi một bản đệ trình yêu cầu các nhà chức trách liên bang điều tra ông chủ của Tesla, Elon Musk, cáo buộc ông đã vi phạm thỏa thuận trị giá là 44 tỷ Mỹ Kim giữa hai bên liên quan đến quá trình ông mua lại nền tảng xã hội mạng này, cũng theo CNN. Cụ thể thì Twitter tuyên bố rằng là họ đã yêu cầu luật sư của ông Musk cung cấp nội dung trao đổi giữa ông và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, viết tắt là SEC, cũng như là Ủy ban Thương mại Liên bang Federal Trade Commission, có liên quan đến việc ông Musk mua lại cổ phiếu của Twitter, nhưng phía ông Musk thì đã từ chối. Cũng theo CNN thì Twitter từng đệ đơn lên Security and Exchange Commission và cũng như là FTC để mà điều tra việc tỷ phú Musk chậm trễ trong việc bàn giao các tài liệu cần nộp khi mà ông mua hơn 9% cổ phiếu của Twitter hồi cuối tháng 4. Hồi tháng 7 thì ông Musk đã từng tuyên bố là chấm dứt thương vụ do Twitter vi phạm điều khoản trong thỏa thuận sáp nhập. Tuy nhiên hồi đầu tháng 10, ông Musk đã tuyên bố là sẽ tiếp tục theo đuổi vụ thương vụ này và vẫn tiếp tục muốn mua Twitter với giá là 44 tỷ Mỹ Kim. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp là một bản tin liên quan đến tiểu bang North Carolina. Các quan chức ở North Carolina và thành phố Raleigh ở tại tiểu bang này đã cho biết có ít nhất là 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát viên đang làm nhiệm vụ và ít nhất là 2 người khác bị thương sau một vụ xả súng ở tại địa phương này. Nghi phạm, người mà cảnh sát cho biết là một nam thanh niên da trắng, đã bị tạm giữ sau đó. Trung úy cảnh sát của Raleigh là ông Jason Borneo đã cho biết là không có mối đe dọa nào diễn ra tiếp tục, đồng thời nói thêm động cơ sẽ được xác định trong những ngày sắp tới khi mà các giới chức ở đây người ta sẽ cùng để mà điều tra thêm một số các cái lý do tại sao. Hiện nay thì viên sĩ quan cảnh sát bị thương đã được xuất viện và người thứ hai thì vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch. Thị trưởng của thành phố Raleigh là bà Mary Ann Baldwin đã cho biết là một sĩ quan đã bị thương nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng và đang nằm trong số những người bị thương này. Trong khi đó thì cảnh sát viên trung úy Borneo nói chúng ta mất đi một người thân của mình. Đây quả là một ngày rất là bi thảm và đau lòng. Ít nhất là đã có 3 người được vận chuyển đến các trung tâm chấn thương, các bệnh viện ở chung quanh. Hiện nay thì các cư dân vào buổi chiều ngày hôm qua đó, thì họ đã được cảnh báo là không nên rời khỏi nhà của mình cho đến khi vụ việc đã được tạm ổn dàn xếp sau khi người ta đã được bắt được nghi phạm. Như chúng tôi đã thưa cùng quý vị là một thanh niên da trắng dưới tuổi là chưa đến cái tuổi thành niên đã bị bắt giữ và hiện nay anh này đang bị nhốt. Người ta đang tiếp tục điều tra những cái chi tiết liên quan đến cái vấn đề này.
Thưa quý vị, sau đây là hình ảnh của Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky vào ngày thứ Sáu theo giờ địa phương đã đặt vòng hoa ở một tại đài tưởng niệm hàng ngàn các quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại Nga mà đã kéo dài từ năm 2014 cho đến cái thời kỳ hiện nay. Nếu quý vị còn nhớ rằng năm 2014 lúc mà Nga đã tấn công vào bán đảo Crimea, và từ đó đã có rất nhiều các binh sĩ của Ukraine đã thiệt mạng trong ngày hôm nay mà Tổng thống Ukraine gọi là cái ngày dành cho những hộ binh của Ukraine. Ngày này được bắt đầu thành lập vào năm 2015. Và quý vị đang thấy đây là hình ảnh của ông Zelensky đặt vòng hoa ở tại đây. Và bản tin cuối cùng trong phần tin này, thưa quý vị, là bản tin liên quan đến Úc Châu. Hàng ngàn người trên khắp vùng Đông Nam của Úc đã được yêu cầu di tản khỏi nhà của họ vào ngày hôm nay thứ Sáu theo giờ Úc, bao gồm một số người ở phía tây của thành phố Melbourne. Sau hai ngày, những cơn mưa đã rơi không ngớt gây ra lũ quét và nước chảy xiết làm vỡ các bờ sông. Quan chức cho biết là nhiều khu vực lớn của bang Victoria, miền nam New South Wales và các khu vực phía bắc của đảo Tasmania đã bị ảnh hưởng bởi hệ thống thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra ở tại Úc Châu. Việc này đã dẫn đến một số các cơn lũ lớn nằm ở trên diện rộng, với một số con sông đang trải qua mực nước dâng cao kỷ lục. Và điều này sẽ tiếp tục di chuyển xuống khu vực hạ lưu và có thể còn tạo ra nhiều hậu quả tồi tệ hơn nữa. Nhà dự báo Cục Khí tượng Dean Naramore đã nói với đài truyền hình ABC như trên. Họ cũng cho biết rằng hiện nay nhiều con sông ở Victoria, bao gồm cả Maribyrnong ở phía tây của Melbourne và Goulburn xa hơn về phía bắc, đã đạt được những cái đợt lũ lớn khiến cho người dân ở chung quanh các khu vực này đã phải rời khỏi nhà của mình ngay cả vào ban đêm. Dòng sông Goulburn ở tại Seymour, cách Melbourne khoảng 100 cây số về phía bắc, đã đạt đỉnh cao tức là 7 thước 62 tức là khoảng 25 feet vào hồi tháng 5 năm 1974, mà mực nước bây giờ theo dự nó còn vượt qua cái con số này. Thì đây là một cái điều mà các nhà dự báo khí tượng ở tại Úc cho biết là nó sẽ còn rất lâu để nó kết thúc cái vấn đề này. Thủ hiến tiểu bang Victoria là Daniel Andrews cũng đã tuyên bố với ABC là chúng ta sẽ tiếp tục thấy càng nhiều nước tiếp tục dâng cao trong những ngày sắp tới, và sẽ có thêm nhiều ngôi nhà bị ngập lụt ở chung quanh các cái khu vực của các cái dòng sông mà chúng tôi vừa kể. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, như vậy là một cuộc điều trần lần thứ 9 ngày hôm qua của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng đã diễn ra. Và theo nhận định thì có lẽ đây sẽ là cuộc điều trần cuối cùng trước khi Ủy ban ngày 6 tháng Giêng đưa ra những kết luận. Sau hơn một năm trời đã có những cái buổi điều tra, điều trần xuất hiện của các nhân chứng. Trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được biết tin rằng Ủy ban này đã bỏ phiếu đồng thuận để có thể sẽ gửi trác đòi để mời cựu Tổng thống Donald Trump đến hiện diện trong một cuộc điều trần ở trước Ủy ban trong những ngày sắp tới. Chúng ta đã chứng kiến được những cái đoạn video clip lần đầu tiên được Ủy ban này trình chiếu ở trên hệ thống truyền hình toàn quốc, và các đài truyền hình đã ngay lập tức đưa những hình ảnh này lên cho tất cả người dân Hoa Kỳ được chứng kiến những giây phút mà khi trên mặt đất của điện Capitol Hill đang diễn ra vụ bạo loạn với hàng ngàn người xô đẩy và tiến vào điện Capitol. Thì ở phía dưới, các nhà lập pháp Hoa Kỳ, kể cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, tập trung tới những một cái căn hầm bí mật ở phía dưới điện Capitol. Và qua đó người ta thấy những hình ảnh mà bà Nancy Pelosi cũng như là các lãnh đạo của lưỡng đảng đưa ra những biện pháp, đồng thời đã thực hiện một số các cú điện gọi điện thoại đến cho các giới chức hữu trách vào thời gian đó, những giới chức ở quân đội, để có thể nhờ đến sự trợ giúp của họ đến để ổn định tình hình bất an ở tại điện Capitol. Với cái việc là ủy ban này sẽ quyết định đưa ra một cái trác đòi để cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ra điều trần, câu hỏi đương nhiên mọi người sẽ nghĩ ngay lập tức, liệu cựu Tổng thống Donald Trump sẽ có tuân theo cái trác đòi này hay không, nghĩa là xuất hiện trong cuộc điều trần trước ủy ban này hay không. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định và phân tích với Tyler Diệp sau đây. Thưa quý vị, nhiều phần là không, mà dù rằng là ông Trump có hứng thú với cái chuyện mà gọi là đi đóng kịch để mà gọi là kiếm được cái sự gọi là chú ý của giới truyền thông đó, thì ủy ban này cũng đã hết giờ rồi.
như là một số quý vị cũng đã biết, ủy ban này cái tính hiệu lực của nó, cái tính hiệu lực của nó chỉ được duy trì trong cái khóa quốc hội này thôi. Sau cái khóa quốc hội này kết thúc và cái khóa quốc hội mới bắt đầu vào ngày 3 tháng Giêng năm 2020, năm 2023 đó, thì cái ủy ban này coi như là nó sẽ bị giải tán. Tại vì những người trong cái ủy ban này nó cũng sẽ không còn lại nữa. Ví dụ như Liz Cheney đã thất cử, Adam Kinzinger không tái tranh cử, Stephanie Murphy là cái cô dân biểu mà người Mỹ gốc Việt đó cũng không ra tái ứng cử. Cho nên là ít nhất là tới 3 thành viên trong ủy ban này sẽ không quay lại. Nên là cái ủy ban này là nó sẽ không còn nữa sau vài tháng nữa thôi. Thì bây giờ trước hết mình nói đến cái phương diện rằng là ông Trump đi nha. Về mặt pháp lý đó, ông Trump ông không có lý do gì để mà ông tuân thủ theo cái subpoena này cả. Tại vì quý vị biết rằng là ông vẫn có quyền để mà kháng án, đưa cái subpoena này ra một tòa án liên bang cấp sơ thẩm để mà nói rằng là tại sao tôi phải xuất hiện trong ủy ban này. Cái việc mà gọi là qua lại về vấn đề thư từ ở cấp sơ thẩm thôi đó, thì nó cũng đã đủ thời gian để mà câu giờ để cho ủy ban này nó hết giờ rồi. Về mặt pháp lý thì ông Trump ông biết rằng là ông xuất hiện mà để cho những người này hỏi cung đó, thì cái lợi của ông là cái gì? Ông không có lợi lộc gì cả để mà ngồi để mà nghe mấy người này hỏi cung. Tại vì tới mà không nói thì nó cũng kỳ, tới mà nói dốc đó hay là nói không thành thật thì sẽ bị truy tố cái tội là khai man, thì nó cũng đầy cái sự mượn lượng phong hiểm ở trong đó. Một số người thì cho rằng là ông Trump ông đang hơi gọi là có cái mồi gọi là thú vị về việc là tới cũng được, nhưng mà nếu mà tới đó thì phải cho tôi xuất hiện một cách là trực tiếp làm live, giống như là một cái chương trình reality TV show vậy đó, chứ không phải là tới để mà cho quý vị hỏi cung rồi quý vị sẽ cắt xén những cái đoạn nào mà tôi nói trật hay là tôi nói sai đó, thì quý vị chỉ phát những cái đoạn đó thôi, còn những cái đoạn mà tôi nói đúng mà tôi vặn được quý vị thì quý vị sẽ giấu những cái đoạn đó. Thì cái chuyện đó đó là cái chuyện mà ủy ban này là không muốn làm, thì vì sợ rằng là thí dụ như mời các cơ quan truyền thông tới để mà quay hình ông này, rồi để ông có cái microphone rồi ông vô rồi ông nói bậy thì lúc đó thì như thế nào. Cho nên trên mặt thực tế ông sẽ không tới và ủy ban này cũng không đủ giờ để bắt ông tới. Thì trong hai cái khía cạnh đó, tôi nghĩ rằng là ông sẽ không tới. Nhưng là hiện nay chúng ta đã là ngày 14 tháng 6 rồi, ủy ban này còn lại được có 1 tháng rưỡi nữa là hết cái thời gian. 14 tháng 10 hiện tại mình là 14 tháng 10, ủy ban này sắp hết thời gian phục vụ rồi, thưa quý vị. Cho nên rằng là tôi nghĩ là ông sẽ không tới, tức là đến cuối năm nay phải không ạ, tháng hết ngày 30 tháng 12 là sẽ kết thúc cái khóa nhiệm kỳ của ủy ban này. Đúng. Là vì các cái vì dân biểu ở trong đó sẽ không còn tiếp tục công việc của mình nữa. Cảm ơn phần phân tích với Tài Lê Diệp, và chúng ta cũng chờ tiếp tục để xem những sự kiện gì sẽ diễn ra sau vài ngày tới. Thì chắc chắn chúng tôi hy vọng là trong những ngày cuối tuần này sẽ không có những cái diễn biến nào lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để trở lại cùng bản tin này vào ngày thứ hai đầu tuần. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị, và những ngày cuối tuần an lành, đầy sức khỏe đến với tất cả chúng ta. Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Gia Hưng Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Gem soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Khám phá lại sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi bạn có thể trở thành hiện tượng. Sự lôi cuốn tỏa sáng của bạn với nụ cười chiến thắng không ngừng, nơi đây bạn luôn là một ngôi sao với mọi sự hào hứng và thư giãn bạn kỳ vọng. Hãy vui chơi trở lại và tận hưởng sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino.
Gia Hưng, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, tự hào phát triển thương hiệu Tamon Japan tại Hoa Kỳ. Tamon KA777 Mixing Amplifier mới nhất 2023, tổng công suất 4000W, chống hú cao cấp, âm thanh ngọt ngào, đa dạng kết nối RCA Optical, Bluetooth, HDMI, ARC, USB Recording, ưu đãi cực sốc Boemly KA777 chỉ 1399 đồng 99 sen, tặng ngay microphone giá trị 550 đồng dành cho khách hàng của Vietface TV. Nhanh tay liên lạc Gia Hưng, điện thoại 407-704. Người đẹp ơi rảnh chưa, giờ mua sắm với tôi được không? Không đi chơi được đâu, đang nhức đầu giấy tờ bảo lãnh. Trời ơi, tự làm giấy tờ bảo lãnh luôn hả? Có được không đó? Không được á, thì làm sẽ được thôi. Ai mà nghĩ cũng giống như bạn á, khách người ta tự nhà ta làm nail hết rồi, mở tiệm nail làm gì? Chưa kể giấy tờ làm sai, bị trục trặc á, người thân phải đợi vài năm nữa thế mới được qua đó. Tụi em, mình làm nghề gì đó cũng phải tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Nè, thí dụ như tụi em làm nail, đến tiệm nail còn mà điền giấy tờ bảo lãnh, qua văn phòng thẻ xanh. Vậy hả? Vậy để ngày mai em qua văn phòng thẻ xanh em làm. Còn bây giờ em đi chơi với em, tụi đó. Ê, trời ơi, em kêu anh ra đây coi tiệm cho em làm giấy tờ, sao giờ không điền nữa, đi đồ đi chơi là sao? Anthony Phạm, giám đốc công ty thẻ xanh, xin cảm ơn quý vị ở gần và ở xa đã giới thiệu rất nhiều người khách cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, vân vân. Thưa quý vị, quảng cáo hay không bằng lời giới thiệu của quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%, và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim, FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems.